trở lại với channel của Mai Trinh Hồ ngày hôm nay. Đây là cái chủ đề mà cứ cách một năm thì mình lại quay trở lại chia sẻ cho mọi người. Một chút xíu chia sẻ với mọi người á, thật sự là mình không biết người khác như thế nào, nhưng mà bản thân mình khi đã làm cái công việc này ấy, thì mình đã xác định mình sẽ gắn bó với nó, và nó sẽ là một cái công việc và là một nghề nghiệp chính của mình. Nên là thực sự với cái công việc này thì mình đã đầu tư rất là nhiều công sức, tiền bạc, tâm huyết và cả tình yêu thương cũng như là sự trân trọng. Và mình rất là biết ơn mọi người, bởi vì có mọi người thì mới có bản thân mình như ngày hôm nay. Mọi người biết là tất cả những comment của mọi người ấy, thì mình đều đọc hết. Tất cả những comment, không trừ một comment nào, kể cả những cái video cả nghìn comment thì mình đều đọc hết. Mình thì nói thật là mình xuất phát từ một tay ngang, từ cái niềm đam mê về mỹ phẩm và make up và skin care thôi. Sau đó thì mình đi lên chia sẻ những cái mẹo làm đẹp, những cái mẹo make up, và được mọi người hưởng ứng, mọi người ủng hộ rất là nhiều. Và trong tương lai thì mình đã có một số những cái kế hoạch nhen nhóm rồi, và chắc chắn là từ bây giờ trở đi ấy, mình sẽ đầu tư hơn nữa, mình sẽ cố gắng hơn nữa, sẽ học tập và sẽ nghiên cứu nghiêm túc hơn nữa. Hy vọng là mọi người sẽ luôn luôn ủng hộ mình. Quay trở lại với cái chủ đề ngày hôm nay, nói về mụn đầu đen và sợ bã nhờn, thì mình nghĩ là nó chính là cái sự ám ảnh của rất là nhiều các bạn, đặc biệt là thời tiết Việt Nam và cái nền da chung của chúng ta chủ yếu là nền da dầu, thậm chí là da khô ấy, thì các bạn cũng gặp tình trạng sợi bã nhờn và mụn đầu đen cũng khá là nhiều. Tuy nhiên thì chúng ta cần phân biệt rõ ràng mụn đầu đen và sợi bã nhờn nó khác nhau thế nào. Đây là hình ảnh mụn đầu đen. Mụn đầu đen về cơ bản nó là cái kết quả của cái việc quá trình bít tắc. Khi da của chúng ta bít tắc ấy, thì cực kỳ dễ hình thành mụn đầu đen. Và cái mụn đầu đen này thì mọi người có thể nặn là nó có thể xử lý được. Còn với sợi bã nhờn thì đây là cái sợi bã nhờn. Mụn đầu đen thì là mụn đầu đen, nhưng mà sợi bã nhờn thì mọi người lại hay lầm tưởng nó là mụn đầu đen, nhưng mà thực tế nó không phải mụn đầu đen nha mọi người. Nghe thì hơi rồi đúng không? Về cơ bản sợi bã nhờn nó là sinh lý thiết yếu của da, tức là da của chúng ta nó cứ có lỗ chân lông là sẽ có sợi bã nhờn. Và da càng tiết nhiều dầu này, càng lỗ chân lông to thì cái sợi bã nhờn này càng rõ, càng nhiều, càng dễ bị oxy hóa thì lại càng dễ chuyển thành màu đen. Vậy thì cái cách xử lý mụn đầu đen ấy thì mọi người chỉ cần, thứ nhất đó là nếu như có thì mọi người có thể đi nặn xử lý, và thứ hai là mọi người vệ sinh da sạch sẽ này, không để da bít tắc thì sẽ không có mụn đầu đen. Đối với sợi bã nhờn thì nó hoàn toàn là cái vấn đề về sinh lý, nó vô hại đối với da của chúng ta, nhưng mà thực sự đối với cái vấn đề thẩm mỹ thì nó lại rất là mất thẩm mỹ. Và video này thì mình muốn nói kỹ hơn về cái cách xử lý sợi bã nhờn nhá. Một số những cái sai lầm khi mọi người xử lý đó là mọi người nặn hoặc là lấy nó đi. Trước đây mình cũng nghĩ như vậy. Thực sự là trước đây mình cũng nghĩ là phải lấy nó đi thì nó mới hết. Nhưng không mọi người ạ. Và càng nặn thì nó lại xuất hiện càng nhiều và càng bị dễ oxy hóa và càng đen hơn. Thứ hai nữa đó là nếu như mà chúng ta nặn ấy thì bản thân mình là minh chứng nha. Những cái vùng, nhất là những cái vùng rìa mũi này mình nặn ấy, thì sau một thời gian cái vùng này của mình nó bị viêm tuyến dầu. Nhìn qua thì cứ tưởng là mụn đầu đen, nhưng mà thực sự là nó là những cái gọi là những cái mụn trắng. Và khi bóc ra thì nó có những cái nhân, có cái, những cái đường mụn. Thì đấy là mình đang bị viêm tuyến dầu nha mọi người. Đây là chúng ta hãy xác định một cái tư tưởng đó là sợi bã nhờn nó hoàn toàn vô hại. Và cái cách của chúng ta làm cho nó thẩm mỹ hơn, nó là hãy đừng để cho nó bị oxy hóa mà thôi, chứ còn đừng cố gắng lấy nó đi. Bởi vì chúng ta càng tấn công thì nó càng phản kháng. Thứ nhất đó là làm sạch. Và cái bước làm sạch, bật mí cho mọi người, cái bước làm sạch là cái bước quan trọng nhất đối với cái việc mà xử lý cái sợi bã nhờn, đặc biệt là những cái sợi bã nhờn bị oxy hóa. Thì ở trong cái bước làm sạch này, một cái bước vô cùng quan trọng và mình rất là khuyên mọi người hãy nên tập cái thói quen này, đó là hãy sử dụng dầu tẩy trang. Mọi người thấy không, cái chai này của mình dùng đã hết, gần hết rồi. Hand Skin PHA, mọi người có thể sử dụng dòng BHA, PHA hay AHA đều được. Nói chung là mình thấy rằng cả ba cái dạng này thì nó đều giống như nhau cả, đều có khả năng là remove lớp makeup, làm sạch da rất là tốt và có thể xử lý được 60% cái vùng sợi bã nhờn bị oxy hóa ở đầu mũi. Cái cách như thế nào? Đầu tiên nhé, thì mọi người hãy pump một cái lượng dầu vừa đủ ra tay, nhưng mà cái nền da mặt và cái da tay của mọi người phải khô nhé. Sau đó thì mọi người sẽ dùng hai ngón tay áp vào nhau xoa để cho cái chất dầu này nó ấm lên. Sau đó thì mọi người sẽ áp lên vào khu vực chữ T, là những cái khu vực mà nhiều cái sợi bã nhờn hình thành nhất. Và mọi người sẽ massage xoay tròn, xoay theo hướng đồng hồ và ngược theo hướng đồng hồ, cứ xoay như thế trong vòng khoảng tầm 3 phút. Sau đó thì mọi người sẽ lấy nước ấm. Nước ấm ấy thì mọi người lưu ý là cái nước mọi người đừng lấy nước lạnh, cũng đừng có lấy nước quá nóng, mọi người chỉ lấy ở cái mức nước giữa hoặc là hơi ấm ấm một chút. Sau đó thì mọi người sẽ làm ẩm cái tay của mọi người bằng cái nước đấy và áp
lên cái vùng mà mọi người vừa massage. Mọi người massage tiếp trong vòng 1 phút nữa, và cứ lúc nào mà nó bắt đầu rít ấy, thì mọi người hãy lấy thêm nước và massage. Massage đến khi nào mà mọi người thấy là nó trơn tuột, những cái dầu thừa nó đã được nhũ hóa ấy, thì mọi người sẽ khoác lại. Và sau cái bước này ấy, khi mọi người soi vào cái gương ấy, thì mọi người sẽ thấy là những cái vùng oxy hóa nó đã được loại bỏ khá là hiệu quả rồi. Sau đó ấy, thì mọi người hãy sử dụng cho mình một cái sản phẩm sữa rửa mặt làm sạch. Bản thân mình là có nền da ngực thiên dầu, và mình cũng khuyên là các bạn có nền da ngực thiên dầu và da dầu nên thử cái sản phẩm này màu xanh của La Roche. Nhưng mà tất nhiên là điều kiện là da của mọi người là da dầu và mọi người không bị kích ứng nha, thì mọi người nên dùng cái này. Bởi vì trong cái sản phẩm này ấy, thì cái khả năng làm sạch của nó rất là tốt, có những cái hoạt chất có thể giúp cho mọi người làm sạch sâu này, khai thông bích tắc, làm thông thoáng những cái lỗ chân lông của mọi người. Và thực sự là đúng là cái sản phẩm này nó làm sạch được cái vùng mụn đầu đen của mình thêm khoảng tầm 20% nữa. Tức là ở cái mức làm sạch này với hai sản phẩm này ấy, thì nó đã đạt được kết quả là 80% những cái sợi bã nhờn của mình nó đã được loại bỏ. Và bước thứ hai mọi người biết đó là gì không? Đó là bước tẩy da chết. Ở cái bước làm sạch và cái bước sử dụng tẩy da chết, nó không chỉ tốt trong cái việc mà xử lý những cái sợi bã nhờn, mà nó còn tốt trong cái việc mà gọi là chăm sóc da rồi hỗ trợ điều trị mụn ẩn, mụn đầu đen, tất cả gần như là tất cả mọi loại mụn. Nhưng mà mỗi cái tình trạng da và mỗi cái tình trạng mụn khác nhau ấy, thì mọi người sử dụng những cái thành phần tẩy da chết khác nhau ấy mọi người, có thể là có vật lý, có thể là hóa học. Thì ở đây ấy, bản thân mình đã có một cái công cuộc trường kỳ khi mà sử dụng BHA của nhà Obagi để xử lý cái vùng sợi bã nhờn, nhưng mà thực sự với mọi người là chỉ được tầm hơn một tháng đầu là nó work với mình thôi, còn sau đó như kiểu là da của mình nó đã chai lì rồi ấy, thì nó không hiệu quả nữa. Nên thực sự là chai này có rất là nhiều nhưng mà mình dùng khá là tiếc. Và đặc biệt là nếu như mọi người dùng retinol ấy, và ngày hôm sau mình không sử dụng trong một cái routine đâu mọi người ạ, nhưng mà ngày hôm sau mình vẫn thấy là nó khá là rát trên da. Cái sản phẩm này nền cồn ấy, nên là thực sự là cái khả năng kích ứng của nó rất là cao. Các bạn nếu như mà dùng thấy hiệu quả thì mọi người cứ dùng nhá, còn bản thân mình thì bây giờ thì mình lại cảm thấy nó không phù hợp với mình. Và bây giờ mọi người biết là một cái sản phẩm mình rất là ưa chuộng đó là gì không? Đó là mát đất sét và toner pack. Bất cứ nền da nào mọi người cũng có thể sử dụng được. Da dầu ấy thì mọi người có thể để trên da được khoảng tầm 10-15 phút và bôi dày một tí. Còn đối với da khô ấy thì mọi người có thể để ở trên da khoảng tầm 5-7 phút. Và khi mà nó khô thì mọi người có thể dùng cái xịt ấy, dùng cái xịt nước và xịt qua để cho làm ẩm cái vùng bên ngoài, để cho nó hạn chế khô hơn ấy. Thì thực sự là mình thấy rằng là cái khả năng gọi là hút dầu thừa của Climax nó rất là tốt nha mọi người. Khi mà mình sử dụng cái sản phẩm này vào buổi sáng, nếu như mà các bạn da khô thì có thể sử dụng trước cái bước rửa mặt. Còn nếu như mà các bạn da dầu như mình ấy, thì mọi người có thể rửa mặt xong thì mọi người dùng mát đất sét. Da của mình nó rất là thoáng, và những cái vùng mà bị mụn đầu đen ấy, nó sau một đêm ấy, nó cảm giác là nó ít hơn rất là nhiều luôn ấy. Thì ngày nào cũng vậy, mình sẽ buổi sáng mình sẽ sử dụng cái toner pump này của nhà Medicure. Mình sẽ có cả cái dạng mini và cả cái dạng hộp hũ to luôn. Nhưng mình hay dùng mini này, mình hay di chuyển và mình thấy rằng nó rất là tiện. Và cái thành phần tẩy da chết hóa học trong đây của sản phẩm này đó là lactic acid, tức là một cái dạng AHA. Nó không dễ gây kích ứng như BHA, nhưng mà nó ở dạng toner pack như thế này, mọi người sẽ thấy là cái sản phẩm này nó sẽ là một cái sản phẩm nó vừa có tác dụng làm sạch nhẹ nhàng, vừa có tác dụng tẩy da chết nhẹ nhàng nhưng mà lại không kích ứng. Đó là lý do vì sao mà bây giờ toner pack cực kỳ phổ biến, bởi vì bên Hàn Quốc ấy, các bạn ấy rất là sợ kích ứng, nên là các bạn ấy luôn cố gắng tìm những cái sản phẩm nào mà có những cái hoạt chất tẩy da chết hóa học nhưng mà nó nhẹ nhàng. Tâm cái gì mình dùng thích mình sẽ chia sẻ cho mọi người và nó hiệu quả, chứ mình không có nhận một đồng quảng cáo nào cả. Tất cả những sản phẩm đây mình đều tự mua hết nha. Và đối với buổi sáng ấy thì mình sẽ chỉ như vậy thôi, mình không dùng kem dưỡng gì cả. Bởi vì nói thật với mọi người là môi trường Việt Nam của chúng ta nó không giống như Hàn Quốc hay là không giống như châu Âu ấy, càng thoáng da càng tốt, đừng nên apply quá nhiều, hãy đơn giản mọi thứ thôi. Còn buổi tối ấy, thì sau khi rửa mặt xong thì mình sẽ apply toner như bình thường. Nhưng mà mình thấy có một cái sản phẩm mà nó rất là đa công dụng, đặc biệt là nó sẽ giúp cho mọi người cải thiện được cái tình trạng gọi là sợi bã nhờn khá là tốt, đó chính là retinol. Nói thật với mọi người là mình cũng rất là trăn trở khi mà recommend retinol trong bất cứ một cái video nào của mình, bởi vì phải thực sự là có kiến thức về retinol, hoặc là mọi người có một người tư vấn đồng hành ấy, thì mới nên sử dụng. Nên là mình giới thiệu thôi, nhưng mà mọi người nên tìm kiếm một cái địa chỉ uy tín hoặc một bác sĩ uy tín để có thể tư vấn cho mọi người sử dụng retinol. Bởi vì thực sự khi mà sử dụng retinol ấy, mình thấy là da của mình nó khác hoàn toàn luôn, nó căng bóng hơn nhá, rồi nó cải thiện được cái texture da tốt hơn nhá, những cái kiểu như là lỗ chân lông của mình nó nhìn nó cũng láng hơn. Và ngoài ra thì những cái vùng sợi bã nhờn của mình khi mà dùng retinol ấy, thông thường nó sẽ làm da của mình nó giảm tiết dầu hơn và nó dày lên hơn ấy. Nên thành thử ra là cái sợi bã nhờn của mình khi mà cái lượng dầu của mình nó đã được ổn định ấy, nó đã được kiềm lại, thì nó cũng sẽ ít hình thành hơn. Thì mình rất là recommend cho mọi người nên đưa retinol càng sớm càng tốt nhá.
Và thêm một điều nữa, nếu như mọi người áp dụng rất là nhiều cách nhưng mà da của mọi người nó càng ngày càng thiết nhiều dầu hơn, và cho dù là những cái sản phẩm này đi nữa thì nó vẫn không cải thiện được triệt để ấy, thì mọi người hãy nghĩ sang một cái trường hợp, đó là da của mọi người mặc dù có nhiều dầu nhưng nó có thiếu nước hay không. Nghe thì nó hơi sai, da đã dầu thì phải là không bị thiếu nước, không bị khô đúng không? Nhưng mà thực tế không phải. Khi mà da của chúng ta đã thuộc tiếp dầu rồi mà nó còn thiếu nước ấy, thì cái cơ chế tự nhiên của da đó là nó sẽ càng tiết nhiều dầu hơn để nó làm ẩm, cân bằng cái độ ẩm ở trên da của chúng ta. Và càng tiết nhiều dầu hơn thì cái lỗ chân lông của mọi người nó càng hoạt động nhiều ấy, nó càng ma sát nhiều với những cái lượng dầu ấy, thì nó càng giãn nở to ra. Và điển hình là những cái vùng chữ T của mọi người ấy, những cái sợi bã nhờn nó rất là nhiều luôn, nó rất là đen ấy. Thì cái cách của chúng ta đây đó là hãy cấp nước thôi. Dấu hiệu của cái việc mà da của mọi người dầu nhưng mà bị thiếu nước đó là da của mọi người tách trời thì nó sẽ sần sùi, và về cuối ngày thì nó thường là có dấu hiệu bị xỉn da, và cảm giác như là dầu nó dễ tiết ra hơn, nó dễ bị xỉn ở cuối ngày hơn. Thì mọi người hãy tham khảo sang những cái sản phẩm mát nước. Ở đây thì mình đã dùng hết cái sản phẩm nhà Banobagi và BNVG ấy. Mình rất recommend cho mọi người hãy sử dụng cái mặt nạ giấy, nhưng mà nó là mặt nạ nước ấy, tức là những cái gốc nước ấy, ít gốc dầu ấy. Da đủ nước thì nó sẽ hạn chế cái tình trạng là dầu tiết ra quá mức, hoặc là về cuối ngày nó bị xỉn. Ngoài ra thì mọi người có thể dùng những cái sản phẩm cushion có cái độ che phủ và kiềm dầu như thế này, thì nó sẽ hạn chế được cái việc mà hình thành mụn đầu đen do bị oxy hóa khá là hiệu quả nha. Và cuối cùng một cái điều rất là quan trọng đó là skincare nó chỉ quyết định được khoảng tầm 40-50%, còn lại thì nó sẽ phụ thuộc vào cái chế độ sinh hoạt, chế độ ăn uống của mọi người. Nên là mọi người hãy cố gắng duy trì một cái nếp sinh hoạt khoa học, ăn ít đồ dầu mỡ thôi, ít đường thôi, hay uống nhiều nước này, tập đi ngủ sớm này, và cố gắng để đầu óc và bản thân trong một cái trạng thái cân bằng, đừng để bị stress. Bởi vì một khi mọi người stress thì cái hormone nó sẽ thay đổi, hormone thay đổi thì cái tuyến dầu sẽ là một trong những cái nơi mà nó ảnh hưởng nhiều nhất. Ok, video của mình đến đây thôi, và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Hy vọng là những gì mà mình chia sẻ trong video ngày hôm nay có thể giúp ích cho các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau nhé. Đừng quên cho mình xin một like, subscribe. Bye.